lên trên kia, di chuyển lên trên kia để đào mới. Tìm kiếm, đây em sẽ lên trên này, lên khu vực này để cho tất cả mọi người sẽ thấy những hình ảnh thực tế nhất. Đó, đang tìm kiếm trong những cái lớp bùn đất này, không biết là bây giờ là sẽ thấy ở đâu mọi người nhé. Vâng, em chào tất cả mọi người, chiều nay lại tiếp tục tìm kiếm mọi người nhé. Đây là khu vực thôn Làng Nổ. Ở trên này cũng đang tìm kiếm mọi người này. Đó, khu vực này đang đi tìm kiếm, tất cả khu vực này thì cũng chưa biết được chỗ nào là có người ở bên dưới. Đó, đây cũng có hai máy xúc này, có mấy anh bên bộ đội đó, cũng hỗ trợ để tìm kiếm, bởi vì tất cả mọi người thấy ở đây là không biết chỗ nào là có người. Em cũng đi lên trên này quay tất cả mọi người xem. Khu vực bên này thì cũng nghi là sẽ có người. Nào, bây giờ cũng đang đi tìm khắp cái con suối này mọi người, bởi vì đâu có biết được chỗ nào là có người đâu. Đó, vừa cũng đi tìm để mượn con máy già nữa. Em cũng sẽ di chuyển lên đây để quay tất cả bà con xem nhé. Bây giờ em phải kéo cái quần lên mới đi vô được mọi người, chứ không đi vô đây rất nguy hiểm. Tối nhờ. Dạ. Sâu đấy. Sâu. Đi sợ té này. Trong khu vực này thì mấy anh bên dân quân cũng đi tìm ra khu vực này mọi người ơi. Bây giờ không biết cái khu nào luôn đấy anh nhỉ. Đây là khu Làng Nổ luôn đấy. Dạ, nhưng mà bây giờ ý là không biết người nằm ở đâu ấy. Biết ở đâu. Dạ. Bên này anh, các anh cũng đang tìm ở khu bên trong này. Có gì nó làm. Dạ. Đây. Sâu quá. Đây, máy xúc đang lên phía trên này để tìm kiếm. Này, bây giờ em cũng đang di chuyển lên phía trên. Công cuộc tìm kiếm là vẫn được diễn ra liên tục, bởi vì là bây giờ không thể nào biết được là người đang nằm ở đâu. Đó. Bây giờ thì vẫn đang còn 12 người nằm dưới đống bùn đất nữa. Anh em thì cũng đang lên đây để có thể quay cho tất cả bà con xem. Đó. Ui, lún mọi người ơi. Bước đi rất khó. Wow. Không thể bước đi nổi mọi người ạ. Đó mọi người thấy đường rất là trơn. Bây giờ hầu như là không đi lên được nữa luôn này. Này, bây giờ cũng đang tìm này mọi người thấy không? Bây giờ mọi người thấy trong cái khu vực này này. Làm sao biết được là ở đâu? Không biết là bây giờ đang nằm ở đâu luôn. Xem cảnh này này, khu vực nào. Nào, chắc anh đang mời. Phải có theo tôn giáo nào không ạ? Em không lên giá nào ạ? Lên được anh ạ. Không lên được. Đứng ở đây thôi. Em thấy là ghi là wow. cái gì nhỉ? Chứng minh hay là cái gì ấy? Thì người ta ghi là tôn giáo là đó, mọi người bây giờ cũng đang không. Đứng hết khu vực bên này. Em là người bình thường thôi. Wow, bây giờ làm sao đi qua bên đấy ta? Chắc phải đi qua chứ giờ mọi người đấy. À, đường trơn và nó lún cực kỳ luôn. Hầu như là bước đi không được. Đó. Này. Toàn là bùn đất thôi mọi người ạ. Không biết làm sao để di chuyển bên cái hướng trên này. Mắc cầu đi. Mắc cầu đây. Tiếp tục đào bới và tìm kiếm mọi người ơi.
kia đây. Không đi qua được bên kia mọi người. Đi lên đây là mọi người thấy rồi, toàn là núi thôi. Nước ở đâu ra mà nhiều dữ vậy. Khu vực này là mọi người thấy là bùn không nhá, và là bùn đất, không có đi lên trên được. Cái này nó sâu được mấy mét chứ làm sao mà có thể thấy dưới được mọi người. Đây em sẽ lên như này, lên khu vực này để cho tất cả mọi người sẽ thấy những hình ảnh thực tế nhất. Đó, đang tìm kiếm trong những cái lớp bùn đất này, không biết là bây giờ là sẽ thấy ở đâu mọi người nhé. Cho nước chảy đi này. Cho đất bùn nó nước nó trôi đi để cho nó đỡ sình lầy. Đây sẽ đào khu vực này mọi người này. Đường đi mà người chứ không đi qua là sẽ bị lún. Chụp về phía nơi đấy, phía bên đấy không? Một cái đường thứ tin phú bây giờ. Tin phú á? Ở đây mà. Ủa trước kia đang bị lún rồi. Lấy cái cây này múc để cho đỡ bị lún mọi người ạ. Này. Kê để cái ấy không là nó sẽ bị gọi là lún dưới bùn đất luôn. Ui. Đứng ở đây rất nguy hiểm mọi người ạ. Đây chắc phải sâu mấy mét đấy chú nhỉ? Đấy, cái nhà sàn cao 2 mét. Ôi, như vậy là bùn đất là 2 3 mét. Trời ơi. 2 3 mét là được, phải 10 mấy mét. 10 mấy mét cơ. Trời ơi. Giữa dòng là 10 mấy mét. Dính chứ còn nếu mà cao thì hết rồi. Dạ. Tiếp tục khơi dòng nước, cho nước nó chảy bớt đi thì nó đỡ bị lún. Đang tìm kiếm ở trên kia mọi người ạ. Tìm kiếm ở khu vực trên kia. À, cái máy xúc kia để lún hay sao ta? Yeah. Ngập và máy xúc kia bị ngập rồi. Đây, chiếc này bị ngập đây mọi người. Ghê nhỉ. Phương. Sình lầy nó kẹt ở dưới luôn. Một máy to, một máy nhỏ.
Ở chiều nay là đào ở vùng nào chú nhỉ? Đào ở vùng nào anh nhỉ? Không biết được. Đang đi lên nè mọi người ạ. Máy kia bị lầy. À, hai máy cứu nhau ạ. Máy xúc bây giờ tiếp tục đào bới để tìm kiếm những cái vị trí nào sâu mà, bởi vì ở khu vực này là sâu tận cả chục mét. Rồi nó bùng nhùng mọi người ạ, sâu lắm trong đó. À cái máy xúc này, lên cứu máy xúc này mọi người nhá. Đó, di chuyển trên kia rất khó khăn mọi người ạ. Rồi, quay xuống dưới. Tìm thấy những thi thể còn lại mọi người nhé. Và còn 12 người nữa chưa được tìm thấy. Cái nhà này mọi người thấy này. Nhà bây giờ là cũng ngập gọi là bằng đầu. Không biết nước ở đâu mà dữ vậy. Để cho mọi người thấy là nước này. Và bây giờ tìm em nói mọi người là nó sâu lắm. Như chiếc ô tô kìa mọi người thấy không? Nó sâu phải 5-7 mét. Toàn là bùn đất rồi. Là không thể nào biết được là cái vấn đề đây là những cái thi thể còn lại là ở đâu. Bây giờ chỉ biết là tìm thôi mọi người, chứ chưa thể khoanh vùng được, bởi vì là ở đây là bùn đất rất là nhiều. Bùn đất ở đây là rất là sâu. Bây giờ là sẽ không đi được ấy. Nước chảy xuống là hết đi được luôn đó mọi người. Đây, mọi người thấy máy xúc không?
Trời ơi, di chuyển xuống dưới này bây giờ không biết là đi kiểu gì đây. Nè, ui ui ui, biết đi kiểu gì đây. Ngập, coi chừng là lún, không đi được đâu anh trai. Này mọi người thấy không? Rồi, không biết đi kiểu gì đi xuống đây. Chỗ này sợ lún sâu quá, sợ đi không nổi. Đó, bây giờ là hai máy xúc sẽ di chuyển này. Ui 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 ui. Ui, thôi đứng ở đây cho chắc. Đó, tạm thời đứng ở đây cho nó an toàn lắm mọi người này. Một chiếc máy xúc là đang di chuyển lên này. Đó, bà con bây giờ cũng đang ở khu vực phía trên này. Này, sợ là xuống dưới này là nó lún ở dưới này luôn đấy. Mọi người thấy rất là đông. Mọi người đang gọi là tìm, đang tìm ở khu vực xung quanh đây, chưa biết ở đâu. Bởi vì là ở đây mọi người thấy này, toàn là bùn đất này. Này, nó sâu phải cả chục mét. Bởi vì mọi người thấy là đây là cái khu vực mà nhà ở mà, nó sâu cả chục mét thì làm sao mà biết ở chỗ nào được. Bà con đi lên ở đây đi xuống cũng khó. Ở đây khu vực nhà này. Đó, nó nói chung là nó ngập cao hơn cái nhà luôn. Bây giờ nó không biết được là ở cái vị trí này là có người nằm ở đâu. Rồi. Còn chắc là đi xuống dưới này để quay cho mọi người xem chứ. Đi dép mà mọi người ạ, mà không mà sợ mất cả dép luôn. Ui, bởi vì toàn là bùn với đất. Cực kỳ khó đi mọi người ạ. Ngập hết cả chân luôn. Để quay những cái thước phim cho mọi người xem thì nó rất là khó. Bởi vì phải đi vào những cái khu vực bùn đất như thế này. Đó, để quay cho tất cả mọi người xem. Đó, ở đây là máy xúc cũng đang di chuyển xuống dưới này. Này, còn phát đôi dép này, mảng đôi dép của ai đây mọi người. Rồi, đây cái túi này. Không biết là của người nào còn sót lại này mọi người đấy. Mấy cái nhà mà trôi đi rồi á. Rồi bây giờ đâu có biết được là cái dép về đồ của ai, bởi vì quá nhiều người đã nằm ở đây. Đó, khu vực ở dưới này mọi người thấy này. Rồi máy xúc cũng đang làm, rồi mấy anh bên dân quân cũng đang đi tìm. Thì sau cái sự việc này mọi người mới thấy được rằng là các anh bên quân đội là vất vả như thế nào. Mọi người thấy không? Đó, cầm cuốc, cầm gậy để đi dô những cái khu vực mà mọi người thấy nó sâu như thế này, để tìm những cái nạn nhân không may mắn còn lại. Đó, mọi người thấy ở kia cũng khá là đông. À, khá là đông. Đó, tất cả máy móc cũng đang tìm kiếm ở khu vực này. Không biết là đứng ở cái vị trí nào được. Này, mọi người thấy. Bên trên này cũng khá là đông này. Tất cả mọi người là cũng mong muốn là sẽ có thể tìm thấy được là những người còn lại. Đó, mọi người thấy mênh mông. Nói chung là mênh mông luôn. Ở đây là không biết cái chỗ nào để mà tìm, bởi vì bất cứ cái chỗ nào cũng có thể là có người nằm ở dưới đó. Đúng không? Không thể nào mà chúng ta biết được là khu vực nào là có người. Đó, trên này cũng thế này. Đó, mọi người thấy không? Này, ở bên ngoài cũng thế này, mênh mông. Đó, mấy chiếc máy xúc cũng đang đào ở khu vực bên ngoài mọi người ạ. Đang đào để tìm những người còn sót lại. Bây giờ là mọi người biết rằng là toàn là bùn đất thôi. Không thể nào biết được là cái chỗ nào là có người. Bất cứ chỗ nào cũng có thể có người nằm ở đó. Đó. Hôm qua bên này để quay cho bà con xem. Này, mấy anh bên quân đội. Thấy không? Cũng đang đi ra đây để tìm. Ở chỗ này máy múc mọi người thấy không? Đang ở vị trí rất là sâu. Đó, đang ở vị trí rất là sâu để có thể là tìm những cái thi thể còn lại. Ba chiếc máy múc đang múc đất ở những cái phần này còn sót lại này, để có thể là tìm được. Mọi người thấy không? Ở đây là ngập nguyên cái máy xúc rồi. Là mọi người biết cái độ sâu bao nhiêu rồi. Nó phải sâu tầm cỡ 7-8 mét. Đó, bên ngoài cũng thế mọi người thấy không? Rất là đông. Không biết là hôm nay thì có may mắn là tìm được thêm người nào không. Đó, bên này mấy anh quân đội cũng đang di chuyển ra cái khu vực máy xúc. Đó, trên này cũng rất là đông người, cũng đang tìm kiếm. Này,
Và tốt khu vực trên kia cũng đang tìm kiếm mọi người nhá. Đó. Đây, bây giờ mọi người thấy là ở đằng kia là ngập, là nó ngập là hẳn chiếc máy xúc luôn. Cho mọi người biết cái độ sâu cỡ nào. Tầm khoảng tầm cỡ 9-10 mét, có chỗ phải 9-10 mét. Bởi vì mọi người thử nghĩ chỗ này là nó là sâu, nó là một cái khe suối mà. Bây giờ nó toàn, mọi người thấy đất nó như này này. Trời ơi. Thế là bên này hôm nay là quân đội, lực lượng chức năng, quân đội cũng hỗ trợ để tìm những cái thi thể còn sót lại ở khu vực làng nổ. Hôm nay mọi người thấy cũng là đã biết bao nhiêu ngày trôi qua rồi, nhưng mà từ sáng đến giờ là liên tục tìm kiếm, nhưng mà cũng chưa phát hiện thêm. Nên là em cũng sẽ ở đây để có thể là truyền tải đến tất cả mọi người những cái thông tin hình ảnh mới nhất này. Mọi người biết là người dân ở đây đông cỡ nào. Ba chiếc máy xúc chiều nay này, cái lượng người đi này, người thấy đông cỡ nào. Mấy anh đến kia đi đường nào sang đi? Đó, đi đây này. Mình đi ra đây là ngập luôn. Bên ngoài kia cũng khá là đông.